Gì? Giờ là em này nó còn một phần này chán. Alo, Em này bán mấy alo, alo. Anibis. Hả? Anibis. Rồi em đi gần nè mọi người. Ui, ui tụi này lag thế. Nghiệp à. Tụi này lag quá. Mày, mày lag. Thế này thì làm sao mà có thể bắn auto attack trúng được. Năng lộng chiêu Candy rồi. Em cũng đang lộn chứ một rồi nè. Bye bye. Sao chứ một đam gì ta này có mày hãy hưởng thụ con đó kìa, có thể đừng bước chân ra khỏi vòng đấy chứ. Đang hưởng thụ nè, đừng bước chân ra khỏi vòng sớm thế. Tôi đang bị lag mà, tôi đang 400 pin một phát. Ủa rồi trên màn hình tôi cũng thấy, trên màn hình tôi cũng thấy ông đang di chuyển một cách dị hợm. Stun này chết mày đi. Tiếp Baron, tiếp Baron. Tôi bị lag. Rồi ok, ăn rồi. Sao nó đã lên level 2 rồi nhỉ? Tao ghét con chắc quá. Đúng rồi. Nó ảo quá, nó bị trâu mà đam tao. Cứ hại quá. Lag bắn nào tù mãi được. Anh em mình làm thịt nó nào anh Monad đồ. Trời ơi, đi lag. Mày chết. Trời ơi, nó cộng chứ 3 trước. Thật là thông minh đi, ăn happy không ơi. Kiến hình vừa được. Kiến hình vừa được. Render quá lên quá. Lắc vãi, vì sao đấy? Mày cũng lắc à? Em combo hoàn hảo, em quẹt chiêu, em bình luận hai hai xong rồi em nhảy, anh nhảy chiêu một, mà cái chiêu một em nó bị gì á, nhảy lên xong cái nó gớt xuống rồi lại mất cái nhịp luôn, nó chạy vô trụ luôn. Hết rồi ta bên kia kìa. Mày chết. Bật chiêu ba lên đi em, không là mày chết đấy. Ui không, nó không bật kìa. Nó không bật luôn kìa. Không bật cũng chết đáng chịu. Ừ, tôi ăn máu rồi. Rồi, đi ăn con thằng cái gì kia, nó ăn mất con happy của mình rồi, cái thằng này. Em chậm cướp con mẹ. Đồng đội cũng không tha nha. Rồi, binh càng ngày càng tan anh ơi. Quả báo đấy, ăn ở đấy. Gửi luôn rồi. Ở đó đi. Người ta gọi là ăn ở đấy. Nãy nó có 300 mà, giờ nó sắp 350 rồi. Oh, no. Xuống đi, mình tăng nữa. Ăn con ăn con này không em? Tăng hết mana nha, cái chân. Ừ. Chờ thằng lại chứ. Nó đi cướp của mình. Hết mana thì lùi đi chứ. Đó luôn anh, đó luôn. Xa không xa, bị tẩy, bị tẩy. Chạy được, chạy được, chạy được. Run, tôi block cho. Nó lướt qua tôi rồi nha. Không sao, cứ chạy đi. Rồi, cứ chạy đi, lo gì. Tôi tăng cơ, tôi vẫn còn đồ chơi mà. Tôi vẫn còn cái Heavenly Agility mà. Chạy đi. Sao? Chắc đừng lên đồ gì ngồi. Má ta ám ảnh đâu, má liền. Em thấy thằng nó dễ đánh mà. Nhưng trái nhỉ? Đánh với nó thì mệt mày. Nó vừa ăn tiếng mình xong, tôi nghe tiếng bùa rơi xong rồi cút cút đi đâu á, đúng không? Vẫn còn à? Vậy à, vẫn còn, vẫn còn. Đây là quấn luôn, quấn luôn rồi. Tao mở giờ này luôn. Ừ, vừa xong tiếng bùa rơi là của loa của ai đấy mở ra ngoài to thì phải. Nó không mắc hay gì á. Nhanh hụt level. Đó, cái gì? Ok. Nó còn vô đây máu rồi, bắt nó đánh mày. Monado tới, Monado. Chém. Bắt Baron. Quá Monado ơi. Chết. Mày mà. Nó phục cái này ra. Phản lý. Trên ngược, thật trên ngược. Ăn máu. Cố thế, để tôi rượt được mà. Giờ thì khó rồi. Về. Em đi ra làm gì nó đi. Ờ, về đi, em hết mana. Bên ngoài quái nó body block thế thì làm sao mà tôi phi vào bắn được. Được khó rồi. Tiêu đa vào đó không ăn được ta. Không biết rồi. Mình nằm trước. Và nó cứ ăn tiền. Mình để nó ăn hai mạng lệ hòa rồi. Mà quan trọng là con Charybdis nó không chết. Nó level 5 rồi kìa. Tôi bây giờ mới được chưa được nửa level 4. Yeah.
nó cứ đứng trong phòng kẹt rìu đủ đéo cho nó an toàn đi ngang đắt lên chiếm nào né rìu xong lên mặc ngay cái bộ tím ấy chứ nhỏ nhỏ tí rồi né được cái rìu nó còn thầm lặng lâu bắt lộ trời đắt quá. Ông chưa có level quấy cẩn thận. Biết nó hai thằng đều còn un. Candy, hay biết sao? Còn ta, Charybdis nhìn thấy un rồi thì phải. Em đang trên top. Baron vẫn còn un. Baron còn un nha. Lắm. Trời. Không bắt sớm em. Ăn rồi. Rồi ok. Ok. Mày thân mana rồi. Không ăn được đâu, bỏ được. Không, bắt được, không đủ đam. Ừ. Thế bảo không ăn được đâu. Hết được ra bên trái kia. Lát quá, bắn auto trượt nhiều. Trái chạy đít. Hay đi sao à? Đi về. Ừ. Về. Đâu là con mắt của nó còn ở lên đâu mà nó vẫn còn đấy. Ok ăn tim thì tôi lấy mana phát. Khó đuổi không? Ok thấy rồi một pha solo với tao với nó là tao mất nhiều này. Không chạy được không? Còn chưa chạy không? Chạy đi không chạy được rồi. Ok, chạy lùi hẳn về Baron kìa. Baron gì? Có được chứ. Ok, tôi không trụ được. Má thật chứ. Sao lưng Leo rồi? Nhìn thấy rồi. Ôi, nhưng mà đông, quá. Đông này thì làm sao được. Ôi, bắt hết quá, hỗ trợ kìa, bên nãy mình nó 3 đứa lúc luôn. Mày ôm mít, rồi ôm lâu hay là Candy. Mít nó đi, mít nó đi chán chê, ông vẫn ở mít làm gì vậy. Hả? Ôm mít nó còn mít nó đi mà. 3 đứa nãy giờ, em bị ác luôn chứ. Em bị ác chung rồi, đó rồi. Con đi là mít mà, mít chết rồi mà. Hả? Con Hades đi rừng à quên con hình con Hades đi rừng nhá. Cái gì? Con Hades đi rừng nó ganh lòi cả mồm ra. Nó lăn em bây giờ 2 lần rồi. Em mới đang không đi găm mà, em đi găm nít đi găm mất mà. Ờ. Ôi à. Nó dạ nè. Con kêu chùa rạng chứ đâu kêu chùa đoán. Thì phải lên đường ấy mới được. Đấy là mình lên đường ability attack mới đúng. Đi ở hai thằng kia. Đầu ra có con Abyss đây đây. Get sting nhiều lắm nha. Chờ xíu. Làm gì làm cắm mắt cái đây bà con. Ok, thì Abyss nó lấy chủ kia không? Nhiều Abyss. Abyss ở đây nè. Đùng. Mất trụ trái giờ khó đánh ghê. Không còn mana, bỏ đi anh. Mình chưa động vào chỗ nào. Mình chưa động vào chỗ nào hơn. Quá lộn. Vậy mà kêu nó muốn lấy trụ kìa anh. Đấy. Đánh luôn. Lôi. Em chết rồi. Chết gì tao mới kéo lại mà. Né cái vô đều thôi được rồi. Ờ thằng lá. Chưa hay hụt. Rồi về. Lộn đại tao lên sau ít tơ đi khó thì slow tiếp. Bị mẹ mày. Cái chọn hút máu không thấy Charybdis đâu. Khá là lạ. Biết chết rồi. Chết là sao nó ra đây hay vậy? Ăn cái gì vậy anh? Anh lên từ hồi nãy giờ luôn mà. Anh đứt chết thông tin. Em với anh Thuận quýnh quá chịu quýnh luôn. Anh la làng quá trời mà. Lấy anh đang chết ở nhà mà em. Anh chết nhà anh. Anh muốn nó lên. Anh đành sắp ra. Hả? Có con nào sang đây không? Báo phát nào để đầy trụ à? Ở phần trái ấy. Ok.
Thằng Leo tắt luôn cái màn hình, tìm được anh Leo. Tìm được Trần Điên chết. Ôi. Đâu ở giữa này. Đây đây em thấy này, đang ra. Bên này, rộng lắm. Được, trời. À, anh Leo ơi, con gì qua kìa. Ừ. Toàn sao mà ùn. Kệ đó. Trời, hai ùn nha. Baron sang đây rồi nha. Trời ơi. Ôi, đánh nhau đều người. Đều người mà không ăn được à? Mi trái nha. Mi trái đấy nha. Không thấy Baron với... Không thấy Baron với Chadwick Dis. Không thấy Baron với Chadwick Dis đâu nha. Thật nha. Chiến hết. Rồi xong. Chadwick Dis quay lại rồi nhưng mà không thấy Baron đâu. Hơi khó nha. Nó beat rồi. Nó beat, kệ rồi. Nó mất beat, nó tốt cho sao. Tôi đi về đây. Tôi về đẹp trụ đây. Rồi, tôi về luôn. Khó hết luôn. Cái lắc mà. Nó không có biết của đấy là ăn rồi đấy. Bên nó lắc làm FPS cũng giật thôi. Trời ơi, nó cậy nó xanh hơn, nó đi săn mình kinh chứ. Ai? Gì à? Trời ơi, mặc dù nó biết thừa là cả hai thằng mà đánh nhau không khô máu thì chả ai bắt được ai. Thằng Charlie khó chịu lắm chứ. Anh với nó đều không có cái gì để giữ nhau lại. Ai bé ổn. Anh đi ơi. Cái này giúp anh được không? Trên đây. Phải chạy qua đây anh ơi. Sao đâu à? Đâu đây, đâu vấn đề. Đứng lên, nhảy lên đi. Nó đang đánh tôi nghe như kiểu có mùi sắp có thằng sang ganh rồi. Còn nít ulti đấy. Nó mất chiêu 3 vừa xong nhưng mà bây giờ chắc nó hồi lại đấy. Mẹ ơi. Ôi con ổi. Điều ơi. Đã đâu. Mất anh em nó mất chiêu 3 ngay. Lùi ra, lùi ra. Kệ. Giữ được, vậy là giữ được ulti nữa hả? Ừ, mất ul, mất Ôi cái quả đám cái QV vậy mà không chết được con Hades ta. Này. Hay quá, rồi. Sủi nha. Ừ, sủi đi. Hay quá. U. Run. Run. Thiếu miếng. Không sao, không sao, cứ chạy đi, chạy. Yeah. Làm gì được. Lùi về tới anh này. Rồi, vậy là thằng ba là đúng tay mình. Nó còn ở lane không anh, bỏ đâu. Về lấy ấy nào. Về lấy AC à. Còn ở lane không? Ok, còn đúng không? Nó còn nhảy đấy. Ok anh ơi. Ôi trời ơi. Được xong. Trời lưng. Được rồi, cứu em. Anh trời ơi, ở đấy cứu hết. Bần đồ. Ủa anh vậy hả? Trời em lên lắt em tưởng anh lên heo chứ. Bản đồ vắng tay nó lắt rồi em ạ. Lên anti heal chứ. Bắt hết gì? Chẳng thì em lên cái lì giống anh đi. Gì vậy? Em lên cái challenge á. Lên tập mua cái đó về cái mắt hết lẹ. Oh. À, chắc là ha. Chưa đủ tiền anh ơi. Chân gò. Oh. Giờ đi cái mấy. Hades lại đi. Em cày cái Hades lắm rồi á. Gì ta? Gì vậy? Nó đang farm kìa. Anh cũng cay nó, nãy nó băng trụ cùng hai thằng kia giết anh ấy. Nếu không có nó thì còn lâu mình mới chết. Trời ơi, vậy mà không dính nổi biết chiêu nữa. Nhưng mà quả băng trụ của Hades đỡ được. Nó băng, nó băng từ trong, nó băng từ trong bãi bùa tím ra, mình nick làm gì được. Nó còn lặn nha. Ăn được không? Mất lặn rồi, mất lặn rồi. Charybis qua đấy rồi đúng không? On my way. Nó đi còn nhảy mà, nó mất nhảy thôi. Nibit. Rồi xong. Ăn được ni không? Sao hồi sao nó hồi máu kinh vậy? Em không đéo biết nhưng mà mang về. Ê, dưỡng lính không đi được chặt nhé. Sao bị out kìa? Quay ngược lại bị dưỡng lính quá. Tìm nó xuống ngay đi. Lượn. Lượn ngay còn kịp. Tàn đi gấp xuống. Trời ơi, nhảy không được luôn.
Mày mày nhảy nghe tiếng Hades lướt lướt ra là phải nhảy luôn vì Hades nó silent. Em nghe em nhảy liền rồi đó. Anh Việt em bị kẹt lính của team nó quay lại lính Hades, của nó đứng không nhảy nhanh Hades nó silent ngay. Hôm nay tiếp cái này nhảy chơi game mà kinh điển. Hôm nay em nghĩ đắt quá. Bọn nó quyết tâm ăn cái trụ này à? Cái binh thì nó nhảy sẽ biết nhảy. Hades nó đứng ở bên cạnh thì nó lao vào ấy. FPS là do máy của anh nó đứng ở bên đấy nó chờ mình đấy nó phi vào á thật đầu ấy bắn đầu vãi trời giờ không chết không comment hết đằng sau con bị bắt nó giết nó láo nháo này. Nó mất đủ thứ rồi đó giờ này lúc ấy rồi ấy rồi bắn trụ bắn trụ bắn trụ bắn trụ bắn trụ bắn trụ đến hồng thôi ăn tới mày ơi thôi đi về tìm nó ra rồi ăn được thì ăn không thì về thôi run Baron un rồi Ni un rồi. Nhiên này. Nhiên cái này. Rồi, nhiên cướp đỏ được rồi. Đem cướp luôn tiếp tụi nó. Mọi người về đi. Đấy. Đã khỏi chơi game rồi. Khỏi cũng một điểm rồi. Anh có cho đi. Con này thì giữ trụ mít vào niềm tin rồi. Vừa xong ham hố quá Thuận ạ. Và đi đi về đi tìm nó ra rồi. Ăn bã được thì ăn. Tại thì thấy mày chui vào rồi anh tưởng mày ăn được anh nói thế thôi nhỉ. Ó đằng ê ôi nó xông hết vào mít rồi. Yep, nó đằng sau lưng tôi đúng không? Một phát. Ố ơ. Ok. Phở. Con Charidis nó xuống nó bọc cho con Baron. Ơ, Baron không chết. Ủa? Đó. Ủa, em lắc quá. Lắc quá nè, ai á. Bảo lắc luôn, tới lúc cầm bảo bát thì lắc. Trời ơi. Xong. Em lắc luôn, không làm gì được. Lên anti-heal đi, Candy. Lên anti-heal đi, nó heal kinh kinh lắm ấy. Em lên. Phải chứ. Nhảy về cái chỗ ban đầu nhảy á nó nhảy lên xong rớt xuống xong nó Thuận ơi chùi. Sao mày lên anti heal damage vì sao không lên đấy lên anti heal tanh ấy tanh chứ anh em đi gần mà lỡ lên anh Thuận cơ sống này bị giết rồi nghe anh Thuận nào có xí xí có giết không vậy bị gì uầy ra nói gì alo bà con ơi tôi có giết được con cái giết đó không vậy Đó. Nó không hiện, nó không hiện lên được luôn á, nó không hiện là có giết rồi hay không. Vừa xong tôi bị lag, tôi đi ra khỏi cửa nhà mình mà cửa nó không mở luôn. Tôi vẫn phi ra ngoài như thường. Quên mất không ăn con này trước rồi. Có đen con bò cạp không? Mà thôi tôi tự ăn được. Thank you. Quên mất ăn con bò cạp trước rồi ăn đỏ chứ. Hơi cống em lắc mãi chết xong rồi chưa thấy quay lại lên nhá nó qua đây đấy wow sao chúng ta đánh nhau toàn chết vậy Nhi mất nhảy nó còn nhảy không quan trọng với anh nữa rồi lấm măng ngon mất có nhảy là giết nó chết rồi đấy không sống nữa đâu. Cái thằng này dí anti hư mặt nó đi. Hades nó nhảy sao nó đi nhanh đi nhanh vậy à bắt xài ối rồi đây là lùi đi Mulan trời ơi luôn đi luôn đi luôn bảo Charybdis là hay biết nào đừng có đứng trước mặt con Charybdis lúc mà nó đang proc chưa một nó bắn đau lắm thấy nó proc chưa một lên thì đừng trước mặt nó nếu mà không có CC. Sao chúng nó đi ăn bắt con Charlie đi xong rồi ấy
xong rồi ra giữ Goffrey hay là kia đi ăn gold rồi. Ủa nếu chơi Arena đâu có lắc gì đâu ta. Mới đổi server kiểu hay. Máu. Cái game đầu tiên tôi chơi Arena một mình không có lắc. Trời ơi. Lắc vãi nổi luôn ý chứ không phải lắc đâu. Lắc này không chơi con quest rồi thôi. Hồi nãy em chơi Arena một mình làm gì lắc đâu. Lắc. Dạo này anh thấy đánh party đúng không? Lắc, đánh custom ấy, lắc lòi mồm ấy. Đánh Japan 200 ping. Cứ vào custom bắt là ý rằng. Vàng này. Không ăn vàng rồi, xem đi. Ăn vàng nhàng đâu. Mày ông ăn luôn đỏ của mít luôn ạ. Đại nhất luôn. Nó có ý kiến nào? Bọn nó... team nó không đi ăn object nhỉ? Buồn cười nhỉ? Ai ăn mít mà mít, ăn mít đâu nó gì đó ha? Được. Cái gì đấy? Bỏ đấy lúc... Gì tới anh tiêu cái đi, rồi xong tạm biệt anh đi. Dạ. Kiểu quá. Đánh sao? Retreat. Để tôi ấy. Tôi ăn con drop xong tôi về. Dạ sao lỗi luôn, không lên tòa luôn. Mình quá mất. Khiếp hiu kích mít. Rồi, Charidis ở bên này rồi. Đánh được ở đây anh luôn. Cái gì chó vậy? Ừ. Không bằng anh nhé. Charidis mít trái nhá, khả năng là sau lưng tôi. Và tôi sẽ run, Jimin, run. Bây giờ chạy đi không lo. Còn nó kêu thể dục dụng cụ chạy chứ giờ mang thông. Ừ. Chạy sẽ được nhưng mà tôi vẫn di động được đó ông coi là đúng rồi trên đi thằng chắc chết mẹ với tao cái mày gà tao đi đi em không mở nó cũng tự mở à mình không mở đâu hả nó không mở cho tịch đâu mở cho địch mà à nó bước lên vô thì nó cứ là người mở là mở à sao à nice awesome em đi nó sau lưng mà cái đi đánh đi em dí con hài em dí con hài ủa lắc mà bắn đi 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 lắc lòi đúng không bắn mãi không trúng bắn có mỗi cái con đi bộ đấy mà nãy giờ mẹ spam chưa toàn trượt cay vãi nó không có cái chiêu gì để né chiêu mình mà mình vẫn không bắn được nó bắn chiêu ba để kém mình ủa rồi Hades kìa nó un rồi kìa. Nó vừa bling un đúng không? Không biết nữa. Không, nó nhảy vừa. Nó nhảy chưa một à? Đây biết rồi. Cái kia con nó ảo nên không biết là nó hay được luôn. 3, 2 à! Trời ơi, chịu luôn. Hai kéo luôn đi vào chỗ em vậy. Anh chạy về tránh cái un không bị đứng trước mặt con Hades. Anh ở đâu mày đi vào trước mặt anh ấy chứ. Ui, em đang ganh em chọi ulti con Hades vừa trúng. Biết chết liền. Nhi. Tính được chết liền rồi, stun rồi đi về đây. Không đánh nhau nữa. Con Hades bị ulti con em dính vô trụ luôn. Không tin được. Ai có ward, ward one free mấy. Không có, về luôn. Thế thì mình đi ăn Oracle vậy. Không ai có gùa thì mình đi ăn Oracle vậy. Chưa lên à? Lâu thế. Em tìm nó. Bây giờ chưa có thời gian mà đi đẩy cái trụ trái luôn cơ ấy. Úi giời bọn nó ăn gold. Úi giời. Nguy hiểm thế. Kệ đi Jimmy nghe. Ủa anh lên chứ kệ làm gì. Ôi bảo mà. Kệ bước lại. Nãy giờ mình cũng bác có thắng được đâu. Chạy run. Úi giời ơi.
Anh sẽ thả ul ra để cứu mày, chạy đi em. Bây giờ thì anh không còn cái gì để đép Phoenix nữa rồi. Em phải đi bộ vòng nha. Đúng rồi. Tớ chạy nhanh lắm. Ồ là cái gì vậy? Ồ em bật anh tiêu mà không có gì xuất hiện luôn nha. Để kìa giết bao được không kìa. Ủa mình bắn chưa? Đây đang anti heal nó này, tôi đang mẹ crit. Ui nó chạy mất rồi. Đây rồi. Ăn máu ấy. Em lắc cho nó, anh biết cái này điện gì gì. Nó bị dính tim tôi ấy, nó chết rồi. Hay quá. Đại tử cậu. Leo. Kể con xác mình đi lấy trụ xong rồi về ăn Gofree đi. Kể con xác. Kể xác. Ờ. Cái gì? Em lắc nó mà em dùng con tim Mulan mẻ chữ L luôn. Ờ. Đây đây đây. Thì là quá ảo. Kể xác. Chết chết kìa. Chết luôn. Được. Rồi. Còn được Phoenix không? Không ăn được Phoenix. Anh chỉ đưa lên tập luôn. Ba ra ba rồi, ra ba rồi, ra ba rồi. Bọn nó ra ba người rồi, thôi đi về. Thì không, lôi về ăn cái cục kia. Ward lại đã không có ward, nó xuống nó cướp ngay. Làm sao mà kịp ăn. Ui, đấy, nó xuống ngay, ward lại thôi, ward lại giữ thôi. Nó ăn thì mình cướp. Cái gì nó trả xuống check xem mình có ăn không? Nó không có mắt mà. Chọn ăn chó anh chị, em đang cũng bị kéo này nè. Trời ơi, chưa mua rồi. Yêu kinh đấy. Mày chết đi. Giết nó. Còn Charlie đi hết chưa chạy rồi, nó vừa dùng chiêu chạy rồi. Ăn đi. Vứt máu này ai cần đớp thì đớp. Em đớp chưa ạ? Cái ông Mulan ra hộ cá trời ơi, ăn cho chị. Không sao. Đâu ra vậy? Ờ, chạy được không Candy? Chạy được không? Chạy được không? Không chạy được rồi. Mất chưa nhảy đúng không? U nhảy được kìa, tốt, chạy đi em. Đang không có U nha, tôi không có gì để bắt Hades lại. Tôi có U nữa, tôi mới bắt nó lại được. Lùi để Hades vào ấy. Ra chỗ rộng đánh nhau Hades tiện hơn. Em lắc lên nên ăn được nó đụng em. Cá đẹp lắc. Nó lướt vào rồi đấy, nó vừa dùng chưa nhảy vào rồi đấy. Bắt được không? Không bắt được thôi. Nó đồng quá. Đây rồi. Ui. Trời ơi. Đây rồi, để tôi mẹ crit chết nó. Trời ơi, em lắc quá, em dùng chiêu hụt hết. Anh chỉ cần mày CC còn Charlie cho anh thôi. Em lắc quá, em không có dùng chiêu được. Thì ôi, chơi thường vậy. Xê, nó có beat chứ. Ủa, cả team nó còn sống nguyên này, thôi thua rồi. Game. Bắn cái cung mà 3 giây sau nó mới ra. Càng này lắc quá. Ủa, nó không đánh được hả? Nó hiện vậy? Dạ, tao đang fire. Chúng nó bị rửa hơi hoặc là nó cố tình chôn mình. Một nó có tình dây, hai là tình nó non. Và nó diễn fire đấy. Nó cố tình câu giờ chẳng được. Mình đang cần bắt được coi đánh càng lâu mình càng hời. Có khi thắng ngược chứ đấy. Được một thắng đấy. Thằng ADC thằng khó chịu nhất về nó chết rồi. Nếu mà game không lắc thì... cái thằng mà mình không bắt được ấy. Cái chữ 3 của nó lại ức chế vãi. Đúng rồi.
Cái con nó gỡ cái thể loại mày vừa chống ấy, vừa chống mấy cái movement movement CC vừa nói chung là nó bất tử bà luôn. Bật cái đó luôn bất tử. Lại còn đi xuyên made object tường tường OD nó cũng đi xuyên qua chứ điều chứ. Ăn con này nào. Trời phá quá hết nó không bật lên nha. Cái này đây cái buff. Hình như tường tường có Uyimi là không qua được đúng không anh? Ừ, tường Uyimi không đi qua được. Đó là tường mà. Nó là vua chứ không phải là. Nó khu vực này nè, tụi nó khu vực này nè, bu là hết đi, bu là hết đi. Tôi đẩy qua nó này. Nó là nó lên nè. Come in. Đừng để chết lẻ một cách vô ích là được. Thì hay đi kìa, hay đi kìa. Charybdis nó hồi sinh xong nó đang xuống rồi. Tôi có ul nha. Tôi ra vào cùng một chỗ thuận thả ul này. Ul ngon. Rồi hay quá. Chết cái thằng CC chính bên đấy rồi. Ui. Ui cái chấm của ấy. Thì mày chết với tao. Mình phải vô. Mày chết với tao. Dụ nó chứ. Tuyệt vời, hay quá, canh gì ơi. Nó đang hời máu tự dưng nó lên đứng trước mặt mình xong rồi nó bật chữ 3 lên nó nhảy về. Nó ăn fire đúng không? Nó ăn fire đúng không? Ừ, mình không đép được không? Đép được đúng không? Đẩy thôi. Không, đẩy. Đã là... không sao, vẫn đép được. Bên mình quái vẫn ra mà, đép con quái lửa đi. Đừng cho nó đi vào nhà là được. Được con quái, trời ơi. Có mỗi cái tên quái thôi mà. Có mỗi một tên quái thôi mà bên trên này bọn tôi đi mà làm gì còn quái nào cho nữa đâu. Rồi rồi đánh đi đánh đi đấy rồi bất lực vãi lìn luôn ông con đánh nhau lấn lấn khỏi còn, tôi còn một mình ba đoàn Samini nó không đẹp đâu. Má còn trăm máu mày quá rồi. Run cắm cho em con mắt đi đánh ấy luôn run gì nữa cắm cho đánh cắm đánh cái tên luôn không quái cái mắt hả à khi biết đây mắt đây mắt đây mắt cắm rồi cắm rồi cắm rồi. Sao tự dưng mọi người chạy làm gì vậy vừa xong đánh Titan là ăn rồi. What? Em còn xíu máu à. Mày cứ vào đi, mày chỉ cần tank được vài giây cho anh với Anubis spam skill vào Titan thôi là ăn rồi. Đi về, bây giờ đi về. Pha đó mình liều, mình chết hết á. Vậy em mới kêu là cắm con mắt đi, em lên liền. Ăn rồi này. Ăn ăn ăn, ủa em lắc anh tiêu không được luôn à. Em định bắn cái chiêu E dính này em anh tiêu. Ăn rồi đấy, tank cho tôi đánh bắn Titan đúng rồi, kệ nó. Ừ, đánh Titan đi. Nó u nông kệ nó thôi, tôi bắn Titan. Anh đi beat vào nút Titan nhanh không mà. Win game không muốn lại muốn. Đừng kéo Titan ra khỏi u của tôi, trời ơi. Đi rồi. 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 Trời ơi, lui vậy, lui vậy, đừng đánh nữa, lui vậy. Lui vậy, Candy ơi. Em mà chết nữa không qua defend đâu. Bên nó có hai con defend Titan, mày đứng động vào Titan nhưng mà không đủ ấy, nó không hồi máu Titan đấy. Đi sang bên trái lấy cái trụ trái đi em. Ăn con này, ăn con gold đi. Ừ, ăn gold hay object. Ăn gold đi, gold đi, gold xanh nó lợi á, gold xanh nó cho mình cái kia. Anh heo hồi nãy em kêu chứ cắm một con mắt em dịch chuyển lên là trước lúc anh được một lúc. Lúc ấy mày ở lại còn thắng luôn rồi ấy. Về cái em còn có chấm máu à. Chấm còn, cái gì mà chấm. Còn chấm máu à. Làm sao mà lay được. Ủa Candy làm gì vậy. Mày chỉ cần vào mày đứng ơi. Mày chỉ cần vào mày bắn mày bắn cái chiêu 3 CC con Baron lại cho anh thôi là anh với Anubis phá chết cái Titan rồi. Cái này bà con cắm mắt cũng chồng một cái chiêu 3. Như em lắc nó bắn chiêu 3 được đâu. Hồi nãy lắc quỷ bớt cho ba tiền phục không mà không thấy hả? Ở đó đó Candy chơi gì trời. Đi ơi. Rồi dạ dạ luôn. Mình đừng học có mắt. Đừng học đội bạn. Dạ dạ đi xem mít đi, dạ đi xem mít đi. Defend mới phải. Fire chuẩn bị lên đúng không? Thù này hơi đông. Nó quyết tâm đẩy rồi. Vậy sao con kia núp đam tôi đau thế? Lẽ đề ra đó. Ờ
sáp un rồi này. Hai nơi. Má mẹ mất thằng tiêu rồi. Mày thế. Một bé. Hai bé. Nè. Cái quá. Đây. Em mới gì chơi cho nhỉ? Máu đằng sau lưng, lùi lại ăn. Ôi ôi tôi. Để tôi làm cho. Chết đi. Đấy, hay quá. Rồi, bây giờ xíu. Không được nữa. Đầy. Em về. Đầy thằng rồi. Em về, hết máu hết mana rồi. Có một mình thôi mà. Dạ mình all in con Titan cũng được á. Ừ. Cứ cắm cho con mắt ở con mắt kia bên nè. Bên trên kia cắm rồi kìa. Thấy rồi. Lên đi. Em đây. Hay lắm em. Mẹ nó nhảy kịp kìa. Phanit ra. Đánh Phanit à? Ừ rồi. Vô. Em tăng nè. Em mình nó nói ra em mình tiêu luôn. Thắng rồi. Thắng rồi. Tình bằng này máu chịu sao được ba thằng. Trời, vậy mà vẫn thắng được hay thiệt chứ. Ừ.